5 bài tập tốt cho não khi già Khi lớn tuổi, não bộ có xu hướng giảm kích thước, gây ra tình trạng các mau mạch co lại, hạn chế lưu thông máu, và ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng phản ứng, cũng như kỹ năng ra quyết định. Tuy nhiên, tập thể dục có thể cải thiện chức năng nhận thức, giúp não tránh nguy cơ mất trí nhớ do tuổi tác và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường. Dưới đây là 5 bài tập tốt cho não bộ. 1. Yoga các tư thế yoga yêu cầu người tập phải tập trung cao độ và phối hợp nhiều bộ phận để giữ thăng bằng, từ đó cải thiện khả năng chú ý và ra quyết định. Việc tập yoga thường xuyên giúp giảm căng thẳng, cải thiện khả năng xử lý thông tin và ngăn ngừa nguy cơ suy giảm trí nhớ khi về già. Hay khiêu vũ. Khiêu vũ không chỉ tăng thể tích não mà còn cải thiện khả năng phát triển và thay đổi của não khi đối mặt với các tình huống mới kêu vũ giúp tăng cường sự phối hợp, cân bằng, sức bền và thúc đẩy giao tiếp, từ đó hỗ trợ khả năng nhận thức của người lớn tuổi tốt hơn so với các bài tập aerobic khác. 3. Chạy bộ. Chạy bộ kích thích não sản xuất endocannabinoids, nhóm chất dẫn truyền thần kinh giúp giảm căng thẳng. Đặc biệt, chạy bộ ngoài trời mang lại nhiều lợi ích nhờ việc tiếp xúc với thiên nhiên và ánh nắng mặt trời, tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và bổ sung vitamin D cho cơ thể. 4. Bài tập cường độ cao ngắt quãng HIIT. HIIT không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất mà còn có lợi cho não. Vận động cường độ cao kích thích sự giải phóng yếu tố dinh dưỡng thần kinh BDNF, một loại protein giúp các tế bào não phát triển khỏe mạnh hơn, từ đó cải thiện chức năng nhận thức và giảm căng thẳng. 5. Chơi game Trò chơi điện tử kỹ thuật số như ô chữ, giải toán hay xếp hình có thể cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung cho người lớn tuổi. Những trò chơi này yêu cầu người chơi suy nghĩ, suy luận, giúp não bộ luôn trong trạng thái làm việc, tăng cường khả năng nhận thức và sự linh hoạt trong tư duy. Duy trì các bài tập này đều đặn không chỉ cải thiện thể chất mà còn giúp bảo vệ sức khỏe não bộ, đặc biệt khi lớn tuổi. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.